Bác sĩ Ngô Quang Hùng, người tạo ra bước đột phá mới trong chữa bệnh xương khớp thoái hóa thoát vị bằng phương pháp kế chỉ. Phương pháp kế chỉ cắt gút và huyệt đạo của bác sĩ Ngô Quang Hùng được coi là cuộc cách mạng mở ra một hướng đi mới trong điều trị bệnh xương khớp thoái hóa thoát vị mà không cần dùng đến phương pháp phẫu thuật. Thưa quý vị, Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông của bác sĩ Ngô Quang Hùng đã chính thức khai trương chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa. Đây thực sự là tin rất vui cho hàng ngàn bệnh nhân mắc xương khớp tại tỉnh Thanh Hóa. Tính đến nay, sau gần 10 năm hoạt động, Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông đã có rất nhiều chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam. Do lượng bệnh nhân đổ về các chi nhánh tại thành phố lớn rất đông, vì vậy Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông quyết định khai trương phòng khám mới tại chi nhánh Thanh Hóa nhằm giảm gánh nặng cho các chi nhánh khác, đồng thời tạo cơ hội cho nhiều bệnh nhân mắc xương khớp thoái hóa thoát vị ở Thanh Hóa có cơ hội được tiếp cận với phương pháp mới này. Theo thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, hiện nay đa phần bệnh nhân mắc xương khớp thoái hóa thoát vị đều tìm đến điều trị bằng Tây y. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều vào thuốc Tây y sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như suy gan, suy thận, viêm loét dạ dày, cao huyết áp và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Phương pháp kế chỉ cắt gút và huyệt đạo của bác sĩ Ngô Quang Hùng được coi là cuộc cách mạng mở ra hướng đi mới trong điều trị bệnh xương khớp thoái hóa, thoát vị địa đệm mà không cần phẫu thuật. Hàng ngày, Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông của chúng tôi đã tiếp nhận đến hàng trăm cuộc điện thoại của bệnh nhân tại Thanh Hóa với mong muốn chữa bệnh xương khớp như thoái hóa, thoát vị địa đệm bằng phương pháp kế chỉ. Và đáp lại sự mong mỏi của bệnh nhân được tiếp cận phương pháp kế chỉ cắt gút rất hiệu quả, thì Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông đã chính thức khai trương chi nhánh tại Thanh Hóa. Với những ưu điểm vượt trội, hoàn toàn không sử dụng thuốc Tây y, phương pháp kế chỉ cắt gút và huyệt đạo là phương pháp đông y hiệu quả nhất hiện nay, giúp cho nhiều bệnh nhân thoát khỏi các bệnh xương khớp như thoái hóa, thoát vị địa đệm mà không cần phẫu thuật. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đa số bệnh nhân tới đây đều đi chạy chữa rất nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm. Họ tìm tới phương pháp kế chỉ cắt gút của bác sĩ Ngô Quang Hùng với niềm hy vọng thoát khỏi căn bệnh gây nhiều đau đớn này. Tôi thấy tê mỏi mỏi lưng vì các vai gãy xương khớp đó. Nhưng lấy thuốc Tây về uống rồi xong đó rồi được may được ít tháng rồi xong rồi thôi. Tôi đang còn làm việc, tôi nghe trên TV nói quảng cáo. Tôi chạy là tôi ghi số điện thoại, tôi đi ngày trước, ngày sau rồi bắt xe tôi đi luôn là cái tuần trước, hai tuần trước á, và hai tuần sau tôi đi ra đây. Sau lần đầu tiên thì về thấy cũng đỡ được. Là hai cái chân này, nhà làm nghề mà, nhà làm bún chuối chứ đã làm nghề. Rồi cứ sáng dậy là cứ hai cái chân mỏi mỏi nhưng mà bình đi là hai cái chân không mỏi nữa. Thì có khi đi đặt đi về thì có khi là đỡ được. Tầm bao nhiêu phần trăm? Tầm lần trước thì tầm được 40% rồi. Cái lần đi rồi cô mắc nặng nhất là hai đầu gối, biểu hiện của nó là đi khám người ta nói là dịch tràn khớp gối và đau cái bà vai. Cô là được cô biết trên TV với lại được một ông thông gia cũng đi làm ở đây, xong là ông đấy rồi là ra luôn. Nói chung thì phương pháp kế chỉ này cũng đơn giản mà lại thấy bệnh mình thấy nó thuyên giảm nhẹ, khỏe hẳn. Cái chân này là đỡ khỏe, cái vai đỡ khỏe, nói chung phải cỡ 60% rồi đó. Cô rất mong bác sĩ coi như là chữa bệnh cho cô và nhiều người khác cũng mau chóng khỏe như cô. Phương pháp chữa bệnh xương khớp thoái hóa thoát vị của bác sĩ Ngô Quang Hùng đã thực sự tạo ra bước đột phá, mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho hàng triệu bệnh nhân mắc xương khớp thoái hóa thoát vị trên khắp cả nước. Hy vọng rằng thông tin về bác sĩ Ngô Quang Hùng với phương pháp kế chỉ sẽ được chia sẻ rộng rãi để bệnh nhân mắc bệnh xương khớp thoái hóa thoát vị có cơ hội được chữa bệnh của mình một cách sớm nhất. Đến đây thì thời lượng cho bản tin y tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.